Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh Đất Nền Gia Lai của Huy Đất ngày hôm nay. Và nội dung video hôm nay thì em Huy xin được chia sẻ và giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn chúng ta một bất động sản được nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 673 của xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Với tổng diện tích chiều ngang của lô đất này là ngang 10m và chiều sâu là 40m. Đó, trong đó thì đã có 100m2 đất ở. Vị trí của mảnh đất thì ngay bên đây anh chị này. Những mảnh đất ngay bên đây ạ, giáp ranh với căn nhà này. Xung quanh mảnh đất này thì đã được bao bọc và bám bởi khu dân cư. Đường này là đường tỉnh lộ 673, xe lưu thông rất là đông nha anh chị nhá. Kết nối đúng này, anh chị chúng ta sẽ di chuyển về thị trấn Iali của thủy điện Iali, là vị trí cách thủy điện Iali là 5 km nha anh chị nha. Quay ngược lại phía bên này là chúng ta sẽ di chuyển và kết nối về trung tâm của thành phố Pleiku và sân bay là 17 km. Và bây giờ mời toàn thể anh chị và các bạn chúng ta sẽ dõi theo toàn bộ vị trí và để anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy hình dáng của lô đất. Đây anh chị ơi, ranh giới của lô đất này là từ tay em Huy đang chỉ đây ạ. Đó, là giáp ranh với căn nhà này. Sẽ chạy sang phía bên này là ngang 10m và chiều sâu xuống của mảnh đất là 40m nha anh chị nha. Xung quanh thì đã tất cả là đều đã được rào thép gai B40 và có tường chắn nha anh chị nhá. Đó, đất sâu xuống phía dưới cũng đã được xây bao quanh, nha anh chị. Đất thì vô cùng bằng phẳng dương với mặt đường nha anh chị nhá. Diện tích là ngang 10 sâu 30, trong đó đã có ngang 10 sâu 40 anh chị ạ. Trong đó thì đã có là 100m2 phun thổ cư. Và lô đất này chính chủ đang gửi em chào bán với mức giá chốt là 750 triệu đồng. Mặt tiền đường tỉnh lộ 673. Đường này thì lộ giới rộng là 30m. Và diện tích sử dụng của lô này đã trừ 15m chỉ tới hành lang an toàn giao thông. Diện tích sử dụng còn 10 x 40 nha anh chị nha. Và để cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ có góc nhìn tổng quan hơn và nhìn thấy tiềm năng của lô đất này cũng như là mức độ phát triển và dân cư tiện ích xung quanh, thì ngay sau đây Quang Huy xin được bay video flycam để toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ được quan sát một cách rõ hơn. Nào xin mời, let's go. Nhìn từ trên cao thì anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn có thể rất dễ quan sát và nhìn thấy được rằng là bất động sản này vô cùng vuông thành sắc cạnh nhé. Sổ hồng đã có cầm tay, nếu như anh chị và các bạn chúng ta mua bán thì có thể công chứng chuyển nhượng được ngay. Diện tích sử dụng của mảnh đất này là ngang 10 sâu 40, đã có 100m2 đất thổ cư. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Xung quanh lô đất này là toàn bộ là khu dân cư. Phía đằng sau của lô đất là sẽ có một chiếc view hồ nha anh chị. Đó. Khoảng cách di chuyển từ vị trí của lô đất kết nối lại tới ủy ban, công sở và trường học của xã Ia Mơ Nông chỉ trong vòng bán kính là 5 đến 700m anh chị ạ. Đó, mảnh đất thì vô cùng vuông vức, đã được rào hàng rào thép B40 che chắn rất là cẩn thận nha anh chị. Đây là video bay flycam từ trên cao anh chị. Chúng ta sẽ quan sát và nhìn thấy phía dưới. Và trước mặt anh chị ở đây là ủy ban, công sở và trường học của xã Ia Mơ Nông. Từ vị trí của ủy ban, công sở và trạm y tế, chúng ta kết nối lại tới vị trí của lô đất chỉ mất có 500m thôi anh chị ạ. Vô cùng thuận tiện, mảnh này thì rất là tiềm năng. Và giá chính chủ hiện tại là thời điểm năm 2022 gửi bên em là 900 triệu. Nhưng hiện nay giá cắt lỗ còn đúng 750 triệu cho lô đất này. Anh chị và các bạn chúng ta quan tâm lô này với diện tích ngang 10 sâu 40 có 100m2 thổ cư, hoàn toàn có thể tách thửa ra làm hai nền, mỗi một nền là ngang 5 sâu 40 và có 50m2 thổ cư anh chị nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ thực hiện bay video flycam từ vị trí của ủy ban, công sở và trạm y tế để kết nối di chuyển về đến vị trí của lô đất anh chị nha. Và cũng từ khoảng cách vị trí từ lô đất kết nối di chuyển về đến sân bay và thành phố Pleiku chỉ mất 20 phút đồng hồ, tương đương với 20 km anh chị ạ. Nếu như có cô chú anh chị và bạn nào chúng ta đang quan tâm một mảnh đất được tọa lạc trên mặt tiền đường tỉnh lộ 673 của xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai như thế này, vô cùng tiềm năng như thế này, thì quý anh chị và các bạn chúng ta có thể vào trong hồ sơ kênh của em Huy để lấy số điện thoại, gọi điện liên hệ trực tiếp. Em Huy sẽ gửi toàn bộ video, hình ảnh, thông tin, vị trí ghim Google Map và sổ qua cho quý anh chị.
Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn chúng ta đã theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại toàn thể anh chị và các bạn chúng ta ở một video khác.